Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại cuộc họp về việc cho phép các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và một số đối tác. Phó Thủ tướng đồng ý phương án nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế từ hôm nay đối với các đường bay từ Việt Nam đi Quảng Châu, Trung Quốc, Tokyo, Nhật Bản, Taipei, Đài Loan, Trung Quốc, Seoul, Hàn Quốc. Và từ ngày 22 tháng 9 sẽ nối lại các đường bay từ Việt Nam đi Phnom Penh, Campuchia và Viêng Chăn của Lào. Tần suất không quá 2 chuyến một tuần cho mỗi bên và mỗi đối tác. Thực hiện theo nguyên tắc có đi có lại đối với các đối tác về tổng số người trên các chuyến bay, việc thu phí và các điều kiện nhập cảnh khác. Điều kiện nhập cảnh vào Việt Nam trên các chuyến bay thương mại được quy định rõ với 3 nhóm là người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và người thân. Người nước ngoài là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý, doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao và thân nhân, học sinh, sinh viên quốc tế, thân nhân người nước ngoài của công dân Việt Nam và cuối cùng là người Việt Nam. Sẽ xem xét rút ngắn thời gian cách ly khoảng 5 ngày đối với các đối tượng nêu trên sau khi có kết quả PCR 2 lần âm tính, sau đó cho phép được về tự cách ly, theo dõi và giám sát y tế theo quy định. Đối với các đối tượng quá cảnh từ nước thứ ba nhập cảnh vào Việt Nam trên các chuyến bay thương mại, áp dụng các biện pháp phòng dịch chặt chẽ, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, được xét nghiệm PCR với SARS-CoV-2 ngay sau khi nhập cảnh tại địa điểm cách ly.